Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Vậy là chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước được thực hiện 15 ngày rồi anh em ạ. Vậy mà cái dòng Santa Fe của đại lý chúng em vẫn còn đang rất là chậm. Nên đại lý chúng em đang có một cái mức giá cực kỳ tốt ở cái thời điểm ngày 16 tháng 7 để gửi tới cho anh em, để cho những anh em nào đang có nhu cầu lấy xe cái dòng xe Hyundai Santa Fe này, một cái mức giá trừ trực tiếp tiền mặt cũng như là tặng bảo hiểm phụ kiện với mức ưu đãi lên đến trên 160 triệu anh em nhé, với mức ưu đãi trên 160 triệu. Vậy thì dòng xe Hyundai Santa Fe này có mức lăn bánh và mức ưu đãi như thế nào thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho những anh em nào đang quan tâm tìm hiểu có thể nắm được anh em nhé. Dòng xe Hyundai Santa Fe nó là dòng xe gầm cao 7 chỗ đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều các xe có trên thị trường. Anh em cũng có thể tham khảo thêm, ví dụ như là cạnh tranh trực tiếp với xe Kia Sorento, cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Mazda CX-8 hay là rất nhiều chiếc xe khác có trên thị trường, đúng không ạ? Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Santa Fe máy 2.2 dầu cao cấp. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1.375.000.000. Với mức ưu đãi của đại lý bên em trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 110 triệu anh em nhé. Và tặng anh em 50 triệu tiền phụ kiện. Đó, để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.340.000.000, trả góp thì đang là 275.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.338.000.000, trả góp thì đang là 279.000.000. Lăn bánh ở tỉnh, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.331.000.000, trả góp thì đang là 261.000.000. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em cái chính sách giá bán và bảng tính lăn bánh sẽ là chi tiết nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Santa Fe 2.2 dầu tiêu chuẩn. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1.155.000.000. Với mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại, bên em đang trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 70 triệu anh em nhé. Và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản 50 triệu nữa. Vậy lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.167.000.000, trả góp thì đang là 317.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.156.000.000, trả góp thì đang là 295.000.000. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.141.000.000, trả góp thì đang là 277.000.000. Với cái bản máy dầu tiêu chuẩn này, bên em hiện tại đang rất sẵn xe, nhiều xe và đủ màu giao ngay cho anh em, để cho những anh em nào đang quan tâm muốn lấy ngay và cần mức giá tốt nhất thì có thể gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh cụ thể và chi tiết về tiến độ lấy xe anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Santa Fe máy 2.5 xăng cao cấp. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1.275.000.000. Với mức ưu đãi của đại lý bên em ở cái thời điểm ngày 16 tháng 7 em mới cập nhật được cho anh em, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.264.000.000, trả góp thì đang là 270.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.256.000.000.
trả góp thì đang là 258 triệu. Lăn bánh ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 238 triệu, trả góp thì đang là 240 triệu. Đối với cái bản 2.5 xăng cao cấp này thì bên em cũng đang nhiều xe, sẵn xe giao ngay, mức linh động vẫn còn khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Hyundai Santa Fe máy 2.5 xăng tiêu chuẩn. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1 tỷ 055 triệu, với mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 75 triệu anh em nhé, và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản. Vậy thì lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 060 triệu, trả góp thì đang là 231 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 050 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu. Lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 035 triệu, trả góp thì đang là 203 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em cái giá xe về mức trừ trực tiếp tiền mặt, về quà tặng, về bảo hiểm, về quà tặng phụ kiện, cũng như về bảo hiểm phụ kiện, cũng như là tính tổng lăn bánh tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai Santa Fe ở cái thời điểm giữa tháng 7 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh thì vui lòng gọi ngay cho em để em gửi chính sách giá bán và bảng tính lăn bánh sẽ là chi tiết nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.